Xin chào anh chị em nhé. Hôm nay mình mới về được chiếc máy giặt Lational. Đây, máy giặt Lational mã là NAVR102L. Con này là đời 2008. Thông số đây, giặt một lần tổng hết là hết tài hình như 83 lít. Cũng thể thấp hơn tùy do độ quần áo. Chiều rộng chiều cao đây 63 64 cm này, 72 này, 1 m 0,20 này. Đó. Có cân chỉnh nước để xem máy giặt có thăng bằng hay không. Đây là cái hộc thông gió để lọc bụi vải. Đây là chỗ để mình để nước giặt, đây để bột giặt, đây để nước xả. Chưa bao giờ mình lấy được một chiếc máy giặt đời 2008, tức là đời cuối cùng của Lenovo, mà nó lại mới như này. Chưa giờ lấy được, để các bạn nhìn thấy này, mình nhìn rõ chưa? Đời 2008 mà cái lồng máy giặt đấy nó còn 7 màu đó, nhìn thấy chưa? Đó. Lồng mới ra còn 7 màu nhá. Đây, xoay cho mọi người xem luôn. Đó, lồng mới ra còn 7 màu. Cực kỳ mới luôn. Không hiểu nhà này hình như là bên Nhật họ mua họ không dùng thì phải. Đó, từ 2008 mà cái lồng mới giặt như mới này. Nhiều con 2015, 2016 còn không không còn 7 màu như này. Đó, lồng mới giặt 7 màu, cực kỳ đẹp. Sáng nhoáng luôn. Đó. Rất hiếm con nào mà còn lồng mới ra còn 7 màu nha. Tức là cực kỳ ít sử dụng. Con này rất là mới. Đây, đây là tắt mở này. Đây là mở, đây là tắt, đây là bắt đầu. Đây là giặt sấy. Đây là giặt không. Đây là vệ sinh lồng giặt, đây là menu tùy chỉnh này. Đó, mình có thể mình chọn đây là giặt này, đây là xả này, đây là vắt này, đây là sấy này. Đó, rất nhiều chế độ. Để khóa trẻ em này, có nhiều chế độ tự động này, giặt mềm như giặt áo thun, thứ giặt nhẹ này, giặt chăn này, giặt nhanh, giặt nhiệt độ cao này, để diệt khuẩn này, rất tốt nếu mà nhà nhà có trẻ em nhỏ, mình giặt diệt khuẩn bằng nước nóng này sẽ giúp loại bỏ những cái không tốt trong quần áo, giúp trẻ em không bị ngứa ngáy, rất là ngon. Đó. Chiếc máy giặt 2008 đời cuối cùng của Lenovo VR1200. Con này nổi tiếng là châu bò về giặt. Cực kỳ bền luôn. Đây, đây là thông số của em nó đây. VR1200 nha. Cực kỳ đẹp. Máy chuyển động trực tiếp không dùng dây cua loa. Tức là giặt bằng mâm từ đó. Sấy bờ lóc nha, vừa giặt vừa sấy, giặt 9 kg, sấy 6 kg, đó vừa giặt vừa sấy, cực kỳ đẹp. Đúng mà từ lúc bán đồ nội địa Nhật biết bao nhiêu cái giặt mà duy nhất chiếc này là nó đời cực kỳ đời cách đây 11 năm rồi mà nó lại lồng nó còn mới vậy, đúng là không hiểu luôn. Rồi nhà mình cũng đang dùng một chiếc máy giặt như này. Độ trâu bò nó thì không phải nói, tốt nhất trong các loại các dòng của Latina, tốt hơn cả dòng anh chị của nó là VR1200, bền hơn, trâu bò hơn. Đó, cho các bạn ngắm lại cái lồng giặt mình còn thích nữa. Đây. Lồng giặt 7 màu đó, những cái đồ mới thường thường mấy con ốc hay gì đó nó cũng 7 màu luôn. Đây, lồng giặt 7 màu luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Ai cần mua chiếc máy giặt này xin liên hệ với mình. Số điện thoại 0367490000. Số điện thoại nữa là 0938174008. Rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi video.